quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến. Có thể nói rằng chúng ta đã rất may mắn khi chứng thực một vị chân tu dư sư Minh Tuệ, khi hình ảnh của sư đang làm hiện rõ thời kỳ lịch sử xa xưa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành được quả trị chánh đẳng chánh giác. Sư Minh Tuệ tuy mang thân hình phạm, nhưng linh hồn thật sự rất phi phạm. Linh hồn của sư là kết quả của quá trình công tâm chung thủy của nhân thiện lành, buông xả và giác ngộ. Có thể sư không phải là Phật hay là Bồ Tát giáng thế, nhưng con đường tu hành chân chính và sự kiên trì khổ hạnh suốt 6 năm của sư Minh Tuệ đã được nhiều người dân và Phật tử coi sư như là một bậc thánh nhân, một vị Phật sống, mỗi bước chân của sư trên con đường tu tâm và giác ngộ đều thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng. Sự minh tuệ là một hiện tượng đặc biệt mang lại thiện cảm lớn, xúc động mạnh cho nhiều chư tăng ni Phật tử đến cả những người ngoài đạo. Thời gian qua, khi trên mạng xã hội có rất nhiều thông tin về hành trình của sư Minh Tuệ, thế nhưng vẫn có không ít câu hỏi mang tính cá nhân được đặt ra. Mọi người không khỏi tò mò về việc sư sinh hoặc ăn uống tắm rửa như thế nào khi có hàng ngàn người dây quanh như vậy đặc biệt là dấu hội lớn về sự kỳ lạ của mùi hương tỏa ra từ sư thu hút rất nhiều bướm bay tới đầu trên y áo vậy mùi hương kỳ lạ đó là gì tại sao sư minh tuệ không tắm nhưng vẫn tỏa ra mùi thơm kỳ lạ như vậy tất cả sẽ được chúng tôi giải đáp trong video ngày hôm nay kính thưa quý vị cách sống và tu hành của sư Minh Tuệ có sự kiên định và quyết tâm tuân thủ khổ hành đầu đà đến mức tinh tấn cao nhất. Trong khi đó, 13 hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu hành nghiêm khắc nhất trong Đạo Phật. Yêu cầu người tu phải có sức khỏe, có tinh thần kiên định sắc đá, có sự rèn luyện chịu đựng và thực sự buông bỏ được tất cả những tiện nghi, vật chất để đạt được sự thanh tịnh tối thượng trong cơ thể cũng như trong tâm hồn. Chúng ta đều đã thấy trong quá trình đi bộ, sư luôn nhặt những tấm vải dứt ở bên đường hoặc là trong thùng rác nghĩa địa rồi tự mình may vá lại thành quần áo để mặc. Bộ tối thì sư thường nghỉ ngơi ở bên đường gốc cây, ở nhà hoang hoặc là nghĩa địa và chỉ ngủ ngồi và không bao giờ nằm xuống. Trong những chuyến hành trình dài, nếu gặp các cây xăng thì sư sẽ xin nhờ sử dụng nhà vệ sinh. Nếu không có nhà vệ sinh thì sư sẽ dùng chai nhựa để giải quyết nhu cầu cá nhân và cẩn thận mang theo chai nhựa đến khi nào gặp thùng rác thì vứt vào chứ tuyệt đối không quăng bừa bãi dọc đường. Nếu đi trên đường gặp con sông con suối thì sư sẽ dừng lại tắm rửa hoặc giặt y áo. Sư chỉ tắm 15 ngày một lần có khi cả tháng trời mới tắm một lần. Và mới đây, khi người dân tìm đến căn chòi đơn sơ của sư Minh Tuệ từng tu tập tại đây, người ta đã phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ lạ. Chủ nhân của đoạn video này chia sẻ rằng, anh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi thấy một chú bướm có màu đen có chấm xanh dương đậu trên khu vực dành cho những ai muốn đến đảnh lễ sư Minh Tuệ. Điều đặc biệt nhất là khu vực này rất đông người, nhưng chú bướm dẫn đầu tại đó, dậy cánh mà không hề tỏ ra sợ sệt khi có con người. Không những vậy, nó còn liên tục bay vòng tròn khiến cho nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng. Họ cho rằng động vật cũng có tánh linh và chú bướm này đang đảnh lễ bậc chân tu đó là sư thầy Minh Tuệ. Mặc dù trong căn chòi đơn sơ của sư Minh Tuệ chẳng có bất cứ một pho tượng Phật nào, hay vật dụng gì liên quan đến việc thờ cúng. Thế nhưng, bất cứ ai đến đây cũng đều cảm thấy một nguồn năng lượng tích cực của sư Minh Tuệ tỏa ra. Họ dần cảm thấy dường như sư cùng giới đạo hạnh của sư vẫn hiện diện tại nơi đây. Tuy nhiên, có một điều kỳ diệu và khó tin về sư Minh Tuệ chính là dù sư không tắm rửa thường xuyên, cơ thể của sư lại không hề có mùi hôi như người bình thường sao vài ngày không tắm. Thấy vào đó, nhiều người từng có cơ hội tiếp xúc gần với thầy kể rằng, cơ thể Sư Minh Tuệ luôn tỏa ra một mùi thơm đặc biệt, giống như mùi trầm hương thanh khiết. Điều này thực sự là một điều kỳ lạ và khó giải thích bằng lý luận thông thường. Sư Minh Tuệ gần như không có mùi hôi cơ thể, dù phải trải qua nhiều hoạt động mạnh hay sống trong điều kiện thời tiết nóng bức trong giáo lý phật giáo và qua những câu chuyện về các vị sư tu hành có nhiều điều kỳ diệu được ghi lại liên quan đến việc các vị sư có thể duy trì trạng thái thân thể thanh tịnh và thơm tho mà không cần thực hiện các hành động như tắm rửa theo cách thông thường trường hợp của sư minh tuệ cũng không ngoại lệ và việc sư không tắm rửa nhưng vẫn có mùi thơm đã thu hút sự quan tâm và ngưỡng mộ của nhiều phật tử Việc này có thể được giải thích bằng hai lý do như sau. Thứ nhất, dưới góc nhìn của khoa học, đến từ thói quen ăn uống, chế độ ăn chay trường và chỉ ăn một bữa một ngày. Sự minh tuệ duy trì chế độ ăn chay trường không tiêu thụ các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Thực phẩm chay mà sư minh tuệ tiêu thụ thường là các loại rau, củ, quả, ngũ cốc và các sản phẩm từ thực vật không qua chế biến phức tạp không sử dụng các gia vị nặng mùi hay dầu mỡ. Thực phẩm chay thanh đạm, thường nhẹ nhàng và dễ tiêu hóa, không tạo ra các độc tố và mùi cơ thể như thực phẩm từ động vật. Sư Minh Tuệ chỉ ăn một bữa vào buổi trưa theo đúng giới luật của Phật giáo. Việc này giúp cho cơ thể thầy không bị tích tụ thức ăn và các chất độc hại, từ đó giảm thiểu mùi hôi cơ thể thói quen ăn uống điều độ và thanh tịnh này không chỉ giúp duy trì sức khỏe mà còn giúp cơ thể sư tỏa ra hương thơm tự nhiên thứ hai là dưới góc nhìn của tâm linh sư minh tuệ đã có một quá trình đủ dài để tu theo hành đầu đà với việc sáu năm bộ hành khất thực cơ thể của sư minh tuệ đã thích ứng với dạng vật chúng sinh tương thích với âm dương ngũ hành với sinh diệt của tự nhiên khi một nhà tu hành tỏa mùi thơm tự nhiên dù không tắm gội thường xuyên thì người đó đã ở một tầng giới khác lúc này thân xác họ chỉ là nơi cho linh hồn nương nấu sự tồn tại của họ là đạo hạnh cái đức cái nhân nghĩa sau một thời gian dài buông bỏ thế cho nên việc sư minh tuệ tỏa ra mùi trầm hương cho thấy rằng thầy sắp đạt đến cảnh giới cao nhất của một nhà tu hành Ngoài ra, sự thanh tịnh trong tâm hồn và cuộc sống giản dị cũng có thể là yếu tố giúp sư duy trì mùi hương tự nhiên. Khi tâm hồn không bị chướng bận bởi những lo lắng phiền muộn và dục vọng, cơ thể cũng sẽ phản ánh sự thanh khiết đó. Những bậc chân tu như vậy thì thường có tâm lý rất ổn định, ít căng thẳng và âu lo. Điều này đã giúp giảm bớt sự tiết mồ hôi do căng thẳng bởi vì thông qua thiền định giúp cho sư minh tuệ kiểm soát được tâm trạng và cảm xúc mặt khác mùi thơm của trầm hương là mùi thanh cao thoát tục mùi thơm ấy khiến người ta thanh thản những nỗi đau sự phiền muộn cũng bị mùi trầm hương làm cho tan biến tâm trí dần trở nên tỉnh táo sáng suốt và an nhiên trong thiền định mùi thơm của trầm hương làm khai mở các luân xa vị của trầm hương cũng đủ chua cay mặn ngọt tựa như vị cuộc đời đủ hỷ nộ ái ố do đó khi nhắc đến bụi trầm hương người ta thấy phản phất câu chuyện cuộc đời của những bậc tu hành đắc đạo đã thấy được niết bàn như sư minh tuệ những người đã thấm thía những hỷ nộ ái ố của cuộc đời rồi tự bản thân mình giác ngộ tự bản thân mình bước ra khỏi cảnh rừng mê tối phiền não nguồn năng lượng hạnh phúc từ những con người ấy mênh mông nhưng êm ái lan tỏa tới mọi người xoa so dịu những phiền muộn khổ đau trong đời đưa con người trở về trạng thái an nhiên tự tại do đó nhiều người cho rằng việc sư minh tuệ tỏa ra mùi trầm hương được xem là một trong những dấu hiệu cho thấy sự minh tuệ thực sự là một bậc chân tu sư minh tuệ sống với lòng từ bi vô lượng và trí tuệ sáng suốt giúp sư duy trì một trạng thái tâm lý và tinh thần cao thượng. Chính sự thanh tịnh và an lạc này có thể làm cho cơ thể thầy tỏa ra hương thơm tự nhiên. Mùi hương này không chỉ là kết quả của chế độ ăn chay và sự thanh tịnh trong tâm hồn, mà còn là biểu hiện của sự tu tập đến mức độ cao, nơi mà thân và tâm đều đạt được sự trong sạch và an lạc. Sự tỏa hương thơm của sư Minh Tuệ có thể là kết quả của việc tích lũy công đức qua nhiều kiếp sống những hành động thiện lành và sự tu tập kiên trì trong nhiều đời đã giúp sư đạt được một trạng thái thanh tịnh cao độ trong trạng thái này cơ thể của sư tự nhiên tỏa ra mùi hương thơm một hiện tượng hiếm thấy và đầy kỳ diệu mùi hương tự nhiên của sư không chỉ là dấu hiệu của sự thanh tịnh mà còn là biểu hiện của công đức vô lượng mà thầy đã tích lũy qua nhiều kiếp sống. Sư Minh Tuệ cũng đã quá giải nhiều nghiệp chướng qua quá trình tu tập khổ hạnh và nghiêm khắc giữa bản thân. Quá giải nghiệp chướng không chỉ là việc vượt qua những khó khăn và thử thách trong cuộc sống, mà còn là sự thanh lọc tâm hồn, loại bỏ những phiền não và uế tạp của kiếp người. Việc này giúp sư đạt được một trạng thái thanh thoát, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ô uế thông thường nhờ vào công phu tu tập sư minh tuệ đã vượt qua những ràng buộc vật chất và tinh thần đạt đến một cảnh giới cao hơn nơi mà cơ thể và tâm hồn đều thanh khiết sự thanh khiết này không chỉ thể hiện qua hương thơm tự nhiên tỏa ra từ cơ thể mà còn qua ánh mắt qua nụ cười và lời nói của sư minh tuệ những ai từng tiếp xúc với sư minh tuệ đều cảm nhận được sự an lạc bình yên và tỏa sáng từ sư minh tuệ sự kỳ diệu này còn có thể xuất phát từ nội lực và năng lượng tâm linh mạnh mẽ của sư những vị sư tu hành đắc đạo thường tỏa ra một năng lượng tâm linh mạnh mẽ năng lượng này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn có thể tác động đến cơ thể vật lý giúp cơ thể tỏa ra mùi hương tự nhiên những người tiếp xúc với sư minh tuệ có thể cảm nhận được hương thơm này nhờ vào tâm lý ngưỡng mộ và sự kính trọng đối với sư Tâm lý tích cực này có thể làm cho người ta cảm nhận mùi thơm ngay cả khi sư không thực sự tỏa ra hương thơm. Không chỉ dừng lại ở việc lan tỏa mùi thơm vật lý hữu hình, mà ở sư Minh Tuệ thực sự đã tỏa ra mùi thơm của đạo hạnh của giới đức. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy người Phật tử giữ đúng ngũ giới, siêng năng, bố thí, nhờ đó mà danh thơm tiếng tốt được mọi người xa gần điều quý mến bởi chỉ có hương người đức hạnh mới ngược gió tỏa đi khắp nơi theo kinh điển của phật giáo khi những vị ở cõi trời cao tái sinh đầu thai làm người vì một nguyên nhân hay là sứ mệnh nào đó họ có thể ít nhiều quên đi những ký ức cũ nhưng một số đặc điểm trên cơ thể vẫn khác biệt so với người bình thường chẳng hạn trên người khác vị ấy thường rất thơm dù làm gì cũng không tiết ra mùi cơ thể quá nồng hay là khó chịu như những người khác. Những vị chư thiên khi hạ thế để thực hiện một sứ mệnh cao cả hay là giúp đỡ chúng sinh, mang theo mình những dấu ấn của cõi trời. Họ có thể mang lại cho nhân gian không chỉ trí tuệ, sự từ bi mà còn cả những đặc điểm vật lý dược trội. Trong trường hợp của sư minh tuệ, vì cơ thể thầy tỏa ra mùi thơm tự nhiên dù không tắm rửa thường xuyên có thể xem là một biểu hiện của những đặc điểm này sự tỏa hương thơm từ cơ thể của sư minh tuệ chính là minh chứng cho một tâm hồn thanh tịnh từ bi và trí tuệ đây là một minh chứng rõ ràng rằng khi tâm thanh tịnh không bị ô nhiễm bởi tham sân si thì thân cũng tự nhiên trở nên thanh thoát và thơm tho sự hài hòa giữa thân và tâm của thầy Minh Tuệ là nguồn cảm hứng và là bài học quý báu cho tất cả chúng ta, nhắc nhở chúng ta luôn nỗ lực tu tập, giữ gìn sự thanh tịnh và trống sáng của tâm hồn để từ đó, cuộc sống của chúng ta trở nên an lạc và hạnh phúc hơn. Quý vị thấy như thế nào về mùi hương trên cơ thể của sư thầy Minh Tuệ? Xin để lại ý kiến dưới phần bình luận của video này. Hãy để lại những lời chúc an lạc đến với Sư Minh Tuệ và cùng đồng hành trên bước đường tu tập chánh pháp của Sư. Chúng ta cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Kính thưa quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến! Sau khi Sư Thích Minh Tuệ dừng khất thực, thì những ngày qua đã xảy ra nhiều hiện tượng kỳ lạ mà xưa này chưa từng có. Điển hình trong đó là rạng sáng ngày mùng 6 tháng 6 năm 2024, Hà Nội liên tiếp trong hơn 3 giờ đồng hồ hứng chịu hơn 10.215 cú xét đánh liên hoàn, không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể xét đánh nhiều đến như vậy? Kỳ lạ hơn phải kể đến sự việc cây bồ đề, di sản hơn 300 năm tuổi ở Hải Dương, bỗng nhiên bất ngờ bật gốc gãy đổ trong trận mưa lớn vào ngày mùng 3 tháng 6. Cây bồ đề 300 năm chịu biết bao cơn cuồng nộ của tự nhiên mà vẫn ngẩng đầu hiên ngang bất khuất. Ấy thế mà chỉ một cơn bão không quá mạnh lại có thể hạ gục được cây thì quả là phi lý và bí ẩn. Không biết những sự việc này có liên quan gì đến nhà sư Minh Tuệ như lời đồn hay không? Hay đơn giản chỉ là hiện tượng thiên nhiên bình thường? một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi hay phải chăng thần linh đang cảnh cáo con người hay nhắc nhở chúng ta nên tôn sùng kính trọng người tu hành hơn đây kính thưa quý vị nếu như vào thời điểm quý vị đang xem video này quý vị vẫn đang an toàn nhà cửa vẫn còn nguyên vẹn không bị đổ nát thì xin chúc mừng quý vị đây là một điều may mắn và chứng tỏ gia đình mình đang có phúc phần lớn vì trong những ngày qua, các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Giang liên tục đón những trận mưa lớn khủng khiếp, lục lội sấm sét khắp ở mọi nơi, gây thiệt hại trong trọng tài sản và tính mạng của nhiều hộ dân. Đặc biệt hôm mùng 3 tháng 6 vừa qua, khi sư Minh Tuệ chính thức dừng việc đi bộ tu hành thì cây bồ đề 300 năm tuổi ở Hải Dương đã bất ngờ bật gốc ngã gục. Trong khi đó, cây bồ đề là biểu tượng cho trí tuệ từ bi và quá trình tu tập giác ngộ của đức phật vậy liệu có phải chăng ông trời và mẹ thiên nhiên đang có những động thái bất bình trước những hành xử của con người đối với sư thích minh tuệ người được cho là phật sống giữa đời thường hay không theo nhiều người dân hà nội thì họ chưa bao giờ chứng kiến một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ như thế với hàng ngàn tia xét từ bầu trời đánh thẳng xuống không biết đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là trời phẫn nộ chỉ biết hiện tượng này không hề bình thường cũng vào thời điểm đó xuất hiện mây ngũ sắc tại thành phố hồ chí minh nói theo khoa học người ta cho rằng đó là hiện tượng quan học nhiễu xạ ánh sáng giữa hơi nước của mây khi gặp mặt trời tuy nhiên sự dịch này lại trùng vào thời điểm sự xuất hiện của sứ minh tuệ người cũng mang y áo ngũ sắc đã làm chấn động tâm trí tâm linh của thế gian hơn một tháng qua. Từ khi sư Minh Tuệ xuất hiện, những tình tiết giống trong phim Cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như được tái hiện lại qua mỗi bước chân của sư Minh Tuệ và đoàn sư theo ngài. Nếu ai đã từng xem phim Cuộc đời Đức Phật và theo dõi sư Minh Tuệ sẽ thấy có những điểm giống nhau trùng khớp đến mức kỳ lạ khó có thể giải thích được. Những ngày qua, Chắc chắn ai cũng biết về câu chuyện xoay quanh sư Minh Tuệ. Sự xuất hiện của sư đã gây rung động mạnh mẽ, lan tỏa khắp đất trời, chạm vào sâu trong trái tim, tâm thức, niềm khao khát cầu đạo của chúng sanh. Bất kể người của thế gian này, dù trí tuệ thấp hay cao sâu như thế nào, những ai bất giác từng rơi nước mắt vì sư Minh Tuệ, những ai đã và đang mến mộ hoặc tôn kính đảnh lễ và tán thắng sư Minh Tuệ thì họ tất cả đều là con cháu của Đức Phật Như Lai. Những ai đã và đang sân si, mỉa mai, phỉ bán, xúc phạm, chửi rủa hoặc gây cản trở gây hại tới sư minh tuệ, thì họ tất cả đều là con cháu của Ma Dương. Nhiều ý kiến cho rằng những hiện tượng thiên nhiên kinh hoàng gần đây chắc chắn có liên quan đến yếu tố tâm linh và sư thích minh tuệ. Có một vị Phật tử đã thốt lên như thế này trời thương trời khóc nên dáng thiên lôi sấm sét ông trời nổi giận ai dám làm hại đến thầy thì hãy coi chừng ngày cuối cùng sư đi trời đổ mưa lớn nước mắt hòa cùng nước mưa khi sư vắng bóng thì sấm sét cây đổ hiện tượng tâm linh sấm sét nhiều như vậy là một điều vô cùng cực hiếm xảy ra trước đây bên cạnh đó sấm sét còn được coi là biểu hiện của sự can thiệp của các đấng siêu nhiên đối với hành vi của con người khi làm quá nhiều việc chưa phù hợp trên đây chúng tôi đã đưa đến cho quý phật tử và quý khán thính giả về những hiện tượng thiên nhiên xảy ra trong thời gian qua thời gian trùng hợp với sự xuất hiện của sư minh tuệ quý vị có suy nghĩ như thế nào về hiện tượng này hãy cho chúng tôi được biết bằng cách để lại những lời bình luận dưới video này riêng đối với chúng tôi Tâm linh là việc khó có thể giải thích và lý giải. Xong, chúng ta hãy cứ quan hỷ, nghĩ đơn giản rằng đó chỉ là một hiện tượng tự nhiên bình thường, là một sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra. Chúng ta không nên mê tín tuyên truyền khi gán ghép những sự trùng hợp này lại. Có chăng, yếu tố tâm linh, hãy tự chúng ta cảm nhận riêng cho chính mình mà thôi, quý vị nha. Dân, kính thưa quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, sư minh tuệ người thực hiện cuộc bộ hành khất thực khắp việt nam đã và đang trở thành một hiện tượng thu hút chú ý đông đảo dư luận trong và ngoài nước hình ảnh của sư đầu trần chân đất trên người khoác một bộ ý áo được làm từ những mảnh vải dung chấp giá tay cầm lõi nồi cơm điện lang thang trên khắp các nẻo đường để tu học khiến cho nhiều người xúc động gọi sư là một bậc chân tu trường hợp của sư minh tuệ là một trường hợp đặc biệt và hiếm có sư minh tuệ không muốn nổi tiếng và cũng không biết đến sự nổi tiếng của mình trên truyền thông xã hội tuy nhiên sự nổi tiếng của sư đã giúp cho cộng đồng xã hội nhìn rõ thực trạng phật giáo hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có những ngôi chùa hoạt động như doanh nghiệp với nguồn thu không minh bạch các sự kiện pháp hội tổ chức quanh tráng để thu tiền Cùng với đó đời sống cá nhân của một số nhà sư bê bối đã phần nào làm xói mòn đi niềm tin của xã hội với Phật giáo. Qua một số video clip trên mạng xã hội, chúng ta có thể thấy sự chân chất thật thà, không hoa mỹ. Sư luôn tự nói với mọi người con đang học tập, đang buông bỏ và không tự nhận mình là thầy của ai cả. Luôn một mực xương con với tất cả mọi người. Việc xưng hôn như thế là một cách để tự nhắc nhở mình chưa có thành tựu gì và đồng thời thể hiện sự tôn trọng và mong cầu mọi người đều có tâm hướng thiện. Sư không nói điều gì cáo siêu quyền bí cả. Nếu có ai hỏi về phương pháp tu hành, Sư luôn nói là giữ giới phát nguyện tu theo hành nguyện của bậc chánh đặng chánh giác. Cố gắng bố thí, làm việc tốt, giữ giới là cốt lõi của tu hành. Ở thời điểm hiện tại những vị sư như sư Minh Tuệ quả thực là rất hiếm có và đó cũng là quan điểm của rất nhiều người. Điều đó được thể hiện ở việc mỗi khi sư Minh Tuệ đi qua địa điểm nào thì có đến hàng trăm người đổ ra đường để tận mắt chứng kiến một con người bằng xương, bằng thịt đang học tập và thực hành theo chánh pháp của Đức Phật một cách khổ hành nhất. Thậm chí có một số video trên trang mạng còn cho thấy người dân đã tổ chức quét đường để chờ sư Minh Tuệ đi qua. Sau sự kiện ngày mùng 3 tháng 6, sư Minh Tuệ xin tự nguyện dừng bộ hành khất thực, thì mới đây, trên mạng xã hội lại lan truyền những hình ảnh của sư Minh Tuệ trong một tích liều ở tỉnh Gia Lai, quê hương của sư. Nhiều video trên mạng xã hội cho thấy sư Minh Tuệ xuất hiện đi lại ngồi thiền trong một túp liều lợp tôn dựng dội vàng trên đất còn gồ ghề dương giải cây gỗ phật tử hâm mộ gọi đó là cốc được dựng trong rừng hoặc trong rẫy mặc dù không còn được thấy những cuộc bộ hành của sư minh tuệ nữa nhưng ít nhất thì người hâm mộ cũng đã tạm yên lòng khi nhìn thấy bậc chân tu kính mến của họ đã quay trở lại bình an kính thưa quý vị Sư Minh Tuệ không phải là một nhà truyền giáo, mà là một hành giả, người thực hành một phép tu đã có từ hàng ngàn năm tuổi. Với mục đích tiêu diệt trừ tham sân si, chấm dứt khổ đau, ra khỏi dòng luân hồi sinh tử, Sư có đạt đến cảnh giới chánh đẳng chánh giác như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưa kia hay không là chuyện không thể biết trước được. Và cũng chỉ là chuyện riêng của sư, không ảnh hưởng đến bất kỳ người nào khác. Sư Minh Tuệ là một hành giả cô độc, tuy là người tu theo Phật, nhưng ông không phải thuộc giáo phái, chùa, tự viện nào, không phải là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Khi có người cạo đầu ôm nồi cơm điện đi theo thì Sư Minh Tuệ nói là: "Con mới chỉ là người học Phật, chưa có thành tựu gì nên không thu nhận đệ tử, ai muốn đi theo thì cứ đi, không theo nữa thì về nhà, con cũng không ngăn cản." Khi có quá nhiều người đi theo sư tràn cả xuống lòng đường gây trở ngại giao thông, thì sư ôn tồn khuyên họ trở về, lo việc làm ăn không nên tụ tập. Bằng tấm gương từ bi hỷ xã, kiên cường, và buông bỏ hoàn toàn những dục vọng trần thế, kể cả sinh mạng, tận tâm tận ý cho mục tiêu duy nhất là giải thoát. Sư Minh Tuệ đã cảm hóa được hàng triệu người, không chỉ đám đông đi theo sư và tiếp xúc trực tiếp với vị hành giả này mà cả hàng triệu người theo dõi bước chân sư qua mạng truyền thông đều như được rọi chiếu một thứ ánh sáng nhân ái giữa sự vô minh của cuộc đời. Tấm gương của sư Minh Tuệ làm cho nhiều người bất giác tự mình nhìn lại mình, tự suy nghĩ kỹ trước khi buông ra một lời nói, thực hành một hành động nào đó sao cho bớt tham sân si và nhận ra trong đời này hạnh phúc an lạc đâu nằm ở sự hơn kém nhau ở tiền tài hay là danh vọng tuy chưa có một cuộc điều tra xã hội học hay là thống kê chính thức nào về tác động của tấm gương sư minh tuệ nhưng qua những lời bộc bạch của người dân trên các trang mạng xã hội chúng ta đều cảm nhận được người dân việt nam đang ngày càng trở nên tốt hơn hòa ái hơn bớt hung dữ và sân hận Kể từ khi bước chân khất thực của Sư Minh Tuệ bắt đầu nhận được sự chú ý và theo dõi. Giống như bóng tối sợ ánh sáng, các ma tăng và chuyển khoảng tăng cũng cảm thấy thực sự lo âu trước sức mạnh của sự thật và lòng nhân ái của Sư Minh Tuệ. Ánh sáng của Sư Minh Tuệ chiếu vào bóng tối của giới tu hành Phật giáo, làm rớt chiếc mặt nạ của những ma tăng đã dày công xây dựng mấy lâu nay, soi rõ sự khác biệt giữa đêm và ngày, giữa một bậc chân tu với những kẻ miệng nam mô nhưng bụng thì sân si hơn cả người bình thường. Sức mạnh truyền thông có thể bóp méo giữ nguyên trạng thái hoặc tôn vinh vị thế của bất kỳ hiện tượng hay sự việc nào. Nhưng cốt lõi trong mỗi sự kiện hay là câu chuyện truyền thông thì vẫn luôn còn mãi trong câu chuyện về hành trình của sư Minh Tuệ, giá trị cốt lõi chính là việc khai sáng cho những bộ não còn chìm đắm trong bóng tối của vật chất tiền tài hay các giá trị phù phiếm làm che mờ đi đích đến của hạnh phúc đúng nghĩa. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành theo dõi hết video của chúng tôi. Kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lạc trên con đường nghe Pháp học đạo. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo quý vị nhé quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến ai trong chúng ta mà không có những lúc thất bại đau khổ những lúc ốm đau bệnh tật hay những lúc người thân yêu của mình mất đi khi đang chới với với những cảm xúc khổ đau đó có người ta thường tìm đến một nơi thanh tịnh để lắng lòng mình lại họ thường tìm đến chùa Chùa là mái nhà che chở, an ủi, dỗ về cho những con tim đang chìm đắm trong khổ đau và tuyệt vọng. Người ta tìm đến chùa để cầu nguyện, để được nghe tiếng chuông ngân thanh tịnh, hồi mỏ hùng ấm, chiêm ngưỡng hình ảnh Đức Phật, để cầu mong cho bao nhiêu đau đớn buồn phiền, bực nhọc được tan biến. Đối với người dân Việt Nam chúng ta, thì văn hóa đi chùa là điều không thể tách rời trong đời sống. Trên khắp đất nước Việt Nam của chúng ta, không thiếu những ngôi chùa uy nghiêm, hoành tráng, với những bức tượng Phật lớn và cổng chùa khang trang, tọa lạc ở những vị trí đất vàng và nổi bật. Những ngôi chùa này thường được trang hoàng chạm khắc tinh xảo với những ngọn tháp chọc trời và các tòa nhà được xây dựng công phu. Tuy nhiên, giữa những ngôi chùa tráng lệ ấy có một nơi đặc biệt và khác biệt hoàn toàn. Một nơi khiến bất kỳ ai biết đến cũng không thể không cảm thấy xúc động và kính trọng. Đó chính là ngôi chùa nghèo nhất nhưng cũng đồng thời là ngôi chùa giàu nhất Việt Nam. Đó chính là căn tròi an trú của sư Minh Tuệ, tòa lạc tại quyện Ikrai, tỉnh Gia Lai. Ngôi chùa này được xây dựng không phải từ vật liệu xa khoa hay là kiến trúc cầu kỳ, mà là từ những giá trị tinh thần cao quý của Phật giáo. Nơi ấy được xây bằng 8 móng chánh đạo, 4 nền diệu đế, 13 cột hạnh đầu đà, 250 mái giới và triệu trái tim yêu thương xây trong 8 năm thì hoàn thành. Không cần đến những bức tượng Phật khổng lồ làm tâm điểm không có những cổng chùa cao rộng mở ra với sự hoành tráng, và cũng không có những hồn công đức đón nhận sự đóng góp của khách thập phương. Ngôi chùa này vẫn thu hút sự quan tâm và bảo vệ đặc biệt từ lực lượng chức năng cũng như người dân gần đó. Triệu người gần xa đều mong muốn được một lần được ghé thăm. Không phải từ xi măng sắt thép hay là bàn tay qua mỹ của các kiến trúc sư. Ngôi chùa được dựng lên từ tám món chánh đạo, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đây là những nguyên tắc cốt lõi của Phật giáo, hướng dẫn con người sống đúng đắn và đạt đến sự giác ngộ. Chánh kiến là hiểu biết đúng đắn về bản chất của sự vật. Chánh tư duy là suy nghĩ đúng đắn chánh ngữ là lời nói chân thực và hòa nhã chánh nghiệp là hành động thiện lương chánh mạng là sống đời trong sạch không tà kiến chánh tinh tấn là nỗ lực không ngừng trong việc tu tập chánh niệm là giữ tâm tỉnh giác trong từng khoảnh khắc và chánh định là tập trung tâm trí một cách sâu sắc bốn nền diệu đế tức là tứ diệu đế bao gồm khổ đế tập đế diệt đế và đạo đế những nguyên lý này giúp con người hiểu rõ về khổ đau nguyên nhân của khổ đau cách diệt trừ khổ đau và con đường dẫn đến sự giải thoát khổ đế là sự nhận thức về bản chất khổ đau của đời sống tập đế là hiểu biết về nguồn gốc của khổ đau diệt đế là nhận thức về khả năng diệt trừ khổ đau và đạo đế là con đường tu tập dẫn đến sự giải thoát khỏi khổ đau. 13 cột hạnh đầu đà là biểu tượng cho 13 phương pháp khổ hạnh của Phật giáo nhằm thanh tịnh tâm hồn và đạt đến sự giác ngộ. Thứ nhất, y phục làm bằng những mảnh vải rách. Thứ hai, chỉ dùng ba y. Thứ ba, khất thực mà ăn. Thứ tư, chỉ ăn một bữa vào giờ trưa. Thứ năm, không ăn quá no. Thứ sáu, không giữ tiền bạc. Thứ bảy, sống độc cư. Thứ tám, sống trong nghĩa địa. Thứ chín, sống giữa gốc cây. Thứ mười, sống ở ngoài trời. Mười một, không ở cố định thường du hành. Mười hai, ngồi ngủ, không nằm ngủ. Và mười ba là chỉ dùng bình bát. Những phương pháp khổ hạnh này bao gồm việc sống đơn giản, ăn uống tiết chế và luôn giữ gìn sự thanh tịnh trong tâm trí và hành động. Hành đầu đà giúp người tu hành từ bỏ những ràng buộc của vật chất và dục vọng, rèn luyện sự kiên nhẫn chịu đựng và lòng từ bi. 250 mái giới, mái của chùa được tượng trưng cho 250 giới luật của Phật giáo, giúp duy trì trật tự và sự thanh tịnh trong đời sống tu hành. Những giới luật này không chỉ là quy tắc đạo đức mà còn là kim chỉ nam cho sự thanh tịnh tâm hồn và hành động. Giới luật giúp người tu hành sống với tinh thần từ bi, hỷ xả và vô ngã, tạo nền tảng vững chắc cho việc đạt đến sự giác ngộ. Và có lẽ, nền móng vững chắc và kiên cố nhất của ngôi chùa này đến từ triệu trái tim đầy áp yêu thương và lòng tôn kính sâu sắc mà mọi người dành cho sư Minh Tuệ. Những tình cảm chân thành, sự kính ngưỡng vô biên và lòng biết ơn vô tận ấy đã tạo nên một nền móng tinh thần mạnh mẽ và bền bỉ. Chính những giá trị vô hình này đã giúp cho ngôi chùa trở nên vững chãi và trường tồn theo thời gian, bất chấp mọi thử thách và biến động của thiên nhiên và cuộc đời sau này. Ngôi chùa của sư Minh Tuệ giản dị và khiêm nhường, nằm ẩn mình giữa khu vườn sầu riêng xanh mướt, mang trong mình một vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy sức sống. Không gian nơi đây chỉ được đánh dấu bằng một căn chòi nhỏ bé với mái tôn đơn sơ phủ đầy lá khô và những cột gỗ thô mộc vững chãi chống đỡ. Bên trong căn chòi hoàn toàn không hề có một vật dụng gì. Chỉ kê vài tấm dáng gỗ đơn sơ để thầy ngồi nghỉ ngơi và thiền định. Không có sự hào nhoáng, không có những bức tượng Phật khổng lồ hay là cổng chùa uy nga tráng lệ. Chòi an trú của sư Minh Tuệ không phải là nơi để phô trương sự giàu có hay là quyền lực, mà là biểu tượng sống động của tinh thần từ bi buông bỏ vật chất hướng đến sự thanh tịnh trong tâm hồn và sự hài hòa với thiên nhiên. Chính trong sự đơn sơ ấy, tròi an trú của Xuân Minh Tuệ đã trở thành một nơi giàu có vô cùng về mặt tinh thần. Nơi đây, mỗi người khi đặt chân đến đều có thể cảm nhận được sự thanh bình tĩnh lặng và thiên liêng. Sự mộc mạc của căn tròi như gợi lên những giá trị cốt lõi của Phật giáo đó là sự giản dị sự khiêm nhường và tấm hướng thiện mỗi chiếc lá khô rơi trên mái mỗi cột gỗ thô mộc đều như những lời nhắc nhở về sự phù du của vật chất và sự quý báu của tinh thần ngôi chùa này dù không có những nét kiến trúc cầu kỳ hay là tráng trí lộng lẫy nhưng lại toát lên một vẻ đẹp tâm linh sâu sắc đó là nơi mà mỗi người đến đều cảm nhận được một sự kết nối sâu xa với thiên nhiên với chính bản thân mình và với những giá trị nhân văn cao cả những ai đến đây đều tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn cảm nhận được lòng từ bi sự khiêm nhường và sự dấn thân vì đạo pháp của xương minh tuệ tại chòi an trú này mỗi bước chân đi trên mảnh đất này đều thấm đượm những giá trị cao quý của phật giáo gợi nhắc cho chúng ta về sự thanh tịnh và tinh thần từ bỏ để từ đó mỗi người tự chiêm nghiệm và tìm lại chính mình trong cuộc sống đầy bọn chen và cám dỗ này. Nơi đây không chỉ là chốn dừng chân cho những ai tìm kiếm sự tĩnh lặng mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những ai khao khát sống một cuộc đời giản dị tràn đầy ý nghĩa và bình yên. Điều đặc biệt là để vào được ngôi chùa này, người ta phải vượt qua bốn lớp chốt bảo vệ của lực lượng chức năng và cần sự đồng ý của chủ đất chỉ những người có phận sự hoặc được sự đồng ý cho phép mới được vào thông qua sự việc người dân đổ xô chen lấn đi theo sư minh tuệ xảy ra vừa rồi hành động này là cần thiết để duy trì một không gian yên tĩnh tách biệt và an toàn để sư minh tuệ có thể tập trung vào hành trình tu tập của mình thông qua đó chúng ta thấy được sự quý trọng và tôn trọng mà cộng đồng và chính quyền dành cho những giá trị tinh thần mà sư đại diện việc phải vượt qua nhiều lớp chốt bảo vệ không chỉ là một thử thách về mặt vật lý mà còn là một bài kiểm tra về lòng kiên trì và sự thành kính của mỗi người khi đến thăm điều này làm tăng thêm sự trang trọng và linh thiêng của ngôi chùa khiến cho mỗi bước chân đến gần hơn với nơi đây đều mang một ý nghĩa đặc biệt là hành trình tìm kiếm sự thanh tịnh, sự giác ngộ và lòng từ bi. Mỗi buổi sáng, Sư Minh Tuệ lại khởi đầu một ngày mới bằng hành trình khất thực. Thầy sẽ đi khất thực từng nhà trong xóm nhỏ. Sau khi hoàn thành, Thầy trở về tròi nhỏ đơn sơ, nơi thầy tiếp tục việc học tập và thực hành giáo lý Phật dạy. Đây cũng là mùa an cư kiết hạ, một giai đoạn đặc biệt trong đời sống tu hành của các sư tăng, khi họ dành nhiều thời gian hơn để an trú và tập trung vào việc tu tập. Có lẽ thầy Minh Tuệ sẽ ẩn cư tại đây trong một khoảng thời gian khá lâu. Sống nhỏ, giống dĩ yên bình và tĩnh lặng, giờ đây như được thổi vào một làn gió mới, một làn gió mang theo tâm từ bí và chia sẻ. Sự hiện diện của Thầy đã mang đến một sinh khí mới, làm thay đổi hoàn toàn không gian và bầu không khí của nơi này. Tinh thần mà Thầy mang đến đã gắn kết mọi người tạo nên một cộng đồng tràn đầy tình thương và sự kính trọng. Ngôi chùa giảng đơn, sơ sài được xây dựng từ nền tảng của những giáo trị đạo đức và cao quý. Căn tròi nhỏ bé này mang trong mình sự giàu có vô cùng tận về mặt tinh thần. Những chất liệu quý báu mà không vật chất nào có thể đo lường được, càng không thể so sánh với bất kỳ ngôi chùa nào khác, bởi sư minh tuệ là một biểu tượng của sự tu hành độc nhất vô nhị trong lòng mọi người dân Việt Nam và dưới đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị một bài thơ của một cá nhân viết về ngôi chùa của sư minh tuệ bài thơ mang tên ngôi chùa bình yên giữa núi rừng gia lai xa xôi có một ngôi chùa nhỏ đơn sơ mà linh thiêng người ta gọi đó là chùa của thầy minh tuệ ngôi chùa đẹp nhất trong lòng phật tử khắp nơi sáng sớm thầy bước chân khất thực áo cà sa theo gió nhẹ nhàng bay chiều về căn trò nhỏ đón thầy yên tĩnh bình an thầy ngồi thiền tâm hồn lắng đồng lại cây cỏ xung quanh gió thổi nhẹ mái tranh đơn sơ chứa đựng bao tình phật tử đến đây lòng thanh kính lễ Nghe lời thầy cảm nhận an yên. Ngôi chùa nhỏ giữa lòng thiên nhiên mang bao thông điệp từ bi hạnh phúc. Những ngày tháng bình yên bên thầy chỉ có ánh nắng, gió mát nhẹ nhàng. Người người đến lòng đều cảm kích. Thầy là biểu tượng giữa cõi nhân gian. Mỗi sáng thầy đi, mỗi chiều thầy về. Ngôi chùa bình yên ngập tràn hạnh phúc. Thầy Minh Tuệ giữa cuộc đời giản dị đưa lòng người đến bến bờ bình an. Chẳng cần chùa cao, chẳng cần cảnh đẹp. Lòng người kính yêu, ngôi chùa đã rạng ngời. Giữa núi rừng xa lai xa xôi, có một ngôi chùa nhỏ nhưng an yên. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, những ngày qua tưởng chừng như sứ minh tuệ của chúng ta đã được an yên tu tập tại mảnh đất gắn liền với cuộc đời của sư như sư đã mong muốn. Nhưng không, hiện nay hàng ngàn các tiktoker, youtuber, facebooker, các tín đồ Phật tử và cả người dân kéo nhau lên Gia Lai gây ồn ào náo nhiệt tại mảnh đất này hàng ngàn người kéo về chen lấn tranh nhau để được gặp sư Minh Tuệ, khiến cho cơ quan chức năng phải quy động lực lượng mới có thể kiểm soát được. Có lẽ nhận thấy tình trạng này không ổn, nên sư đã quyết định rời đi. Hiện tại, người dân đang dây quanh căn tròi nơi sư từng ở để bàn tán xôn xao về sự việc. Có người đổ lỗi cho dân, có người đổ lỗi cho nữ doanh nhân xinh đẹp vừa đến Gia Lai đòi chăm sóc bố mẹ sư Minh Tuệ đến cuối đời, gây phiền phức cho gia đình, khiến cho sư phải rời đi nơi khác, không ở căn tròi như những ngày trước đó nữa. Nhưng đâu đó trên mạng cũng đang có tin đồn cho rằng sư được mời qua Ấn Độ. Như chúng ta đã biết trước đó, trong một lần phỏng vấn sư Minh Tuệ trên sóng truyền hình, sư đã có những chia sẻ. Nếu có lúc nào đó con có duyên mình được bộ hành về ấn độ nơi bốn thánh địa của đức thế tôn rồi mình đảnh lễ mình học tập cảm ơn đức của đức thế tôn tri ân với ngài nhưng mà nếu được cái đó thì con cũng cảm thấy hạnh phúc vui vẻ nếu đạt được giữa những thông tin trái chiều và hỗn độn chưa có tính xác thực như trên chúng tôi mong rằng quý phật tử và quý khán thính giả hãy bình tâm cân nhắc Nguyên nhân gì khiến cho Sư Minh Tuệ tiếp tục ẩm cư, không ở căn tròi này nữa? Một người đàn ông được cho là quen biết với gia đình của Sư Minh Tuệ. Trong một clip được một youtuber quay lại đã tiết lộ thông tin Sư Minh Tuệ được mời qua Ấn Độ một tháng. Rồi người này còn tiết lộ thêm nguyên nhân vì sao ngày trước Sư Minh Tuệ trồng 100 cây sầu riêng. Lúc thầy trồng thầy có nói là thầy trồng lên đây. Sau này để cho cha mẹ thầy hưởng già Thầy đã tính toán tới mức độ đó Lúc đó ở đây Ở khu này chưa có một cái gì Sau này thầy đi tu Thì em trai của thầy đứng ra Chăm sóc giường này Có thể thấy trước khi sư minh tuệ xuất gia Sư cũng đã có sự Chuẩn bị kỹ càng cho đấng sinh thành Để làm tròn đạo hiếu Điều này lại càng khiến cho mọi người Thêm phần cảm phục sư Một người vừa có tâm đạo vừa chu toàn cho gia đình. Nhưng giờ sư lại bị cản trở trên con đường tu hành thì thật là quá đáng tiếc. Hiện tại người dân đang vô cùng hụt hẫn khi sư Minh Tuệ và các quân đệ đã ẩn tu lần hai vì nhiều ngày bị người dân dây quanh ồn ào gây mất trật tự. Bên ngoài không có thì họ vào tận trong căn tròi nơi sư tu tập. Những ngày qua căn tròi vừa được sửa sang lót dáng chuẩn bị kỹ càng cho các sư. Tưởng đâu mọi người đã rút kinh nghiệm từ lần trước, nên sư cũng cho phép người dân ghé thăm và đảnh lễ. Thế nhưng, theo ghi nhận, làn sóng dân chúng vẫn mạnh mẽ như trước. Hàng ngàn người kéo về chen lấn tranh nhau để được gặp sư Minh Tuệ, khiến cho cơ quan chức năng phải quy động lực lượng mới có thể kiểm soát. Có lẽ nhận thấy tình trạng này không ổn, nên sư đã quyết định rời đi hội những người kính trọng sư Minh Tuệ đã có dịp tụ tập tại căn tròi của sư. Trong cuộc trò chuyện tại đây, một người phụ nữ cho hay là cô đã đọc được một thông tin trên mạng xã hội cho rằng khi nghe thấy mong ước được đặt chân trên đất Phật thì một vị trụ trì tại Ấn Độ đã mời sư Minh Tuệ qua ở một tháng. Tuy nhiên, đây có lẽ chỉ là thông tin dịch, thông tin chưa được kiểm chứng, chưa được xác nhận mà thôi. Chúng ta biết rằng muốn đi Ấn Độ không phải là chuyện đơn giản, trong ngày một ngày hai là có thể đi được. Trong khi đó, một người bày tỏ ý kiến là do mấy ông YouTube cứ đến quay là lại làm ồn. Một YouTube lên tiếng đáp trả, cái đó là do người dân thôi. Hôm qua anh em YouTuber có vào được đâu, bây giờ có tranh cãi lỗi do ai thì có lẽ sư Minh Tuệ cũng sẽ không ở lại ngay khi được chia sẻ đoạn clip này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bảo mọi người về đi, ai làm việc nấy, để sư yên còn tu tập và cũng đừng làm phiền đến gia đình của sư nữa. Sư ẩn tu rồi, còn ở đó đâu nữa mà ngồi chầu trực ở đó cho mất thời gian em trai của ngài. Chính những người tìm đến nơi sư đã ở buộc sư phải bỏ đi lần thứ hai không biết những người đó nghĩ sao. Có ý kiến khác thì lại cho rằng, không hiểu sao mà mọi người cứ muốn ép sư phải ẩn tu. Miệng nói a di đà Phật mà sao không hiểu hành nguyện của Phật vậy? Tỏ lòng thành kính thì tu tại gia được rồi. Thương các thầy quá, giờ lại không thấy thầy nào đi khất thực được nữa rồi. Xin các anh chị, các bạn, xin để thầy tu, đừng dây quanh như thế. Thầy sẽ ẩn tu vào rừng để trốn các người thấy sao hả trước đó sau khi sư minh tuệ ẩn tu lần thứ nhất nhiều người ý thức được việc làm phiền của mình tới sư nên đã quay về sau khi thông tin sư minh tuệ về quê ở gia lai ẩn tu được chia sẻ nhiều người dân ở khắp nơi đã tìm đến với mong muốn được gặp sư chia sẻ trên báo thanh niên anh nguyễn quy hoàng cho biết anh và một số bạn bè vì ngưỡng mộ thầy thích minh tuệ nên đã từ thành phố hồ chí minh tìm lên gia lai Tuy nhiên sau hai ngày, nhóm của anh Hoàng vẫn không thể tiếp cận được Sư Minh Tuệ. Nhóm của anh Hoàng cũng ý thức được việc có quá nhiều người tìm về sẽ ảnh hưởng đến việc tu tập của Sư Minh Tuệ, nên họ đang nghĩ nên quay về. Ngoài ra nhiều người còn tìm đến tận nhà của Sư Minh Tuệ để hỏi han tìm gặp gỡ, nhờ đưa đến nơi Sư đang tu tập. Tuy nhiên, những yêu cầu này đều bị từ chối lãnh đạo tỉnh gia lai đã có chỉ đạo khẩn trương cụ thể về trường hợp sư minh tuệ để làm sao tôn trọng tín ngưỡng đúng pháp luật và đảm bảo sự yên tĩnh để cho sư tu tập lẫn tình hình an ninh trật tự tại địa phương quyền về đời sống riêng tư cần được tôn trọng sư minh tuệ cũng không ngoại lệ hình ảnh trên một số hội nhóm cho thấy trên địa bàn gia đình sư minh tuệ sinh sống thường xuyên có đội săn tinh chầu trực từ sáng đến tối tìm mọi cách tiếp cận gia đình để phỏng vấn, livestream truy tìm chỗ ở hiện tại của Sương Minh Tuệ, thậm chí có trường hợp YouTuber đóng giả người tu hành túc trực ngay tại nhà bố mẹ của Sương Minh Tuệ để dễ dàng khai thác thông tin. Không khó để nhận thấy các YouTuber, TikToker nói trên thực chất chỉ đang lợi dụng sự quan tâm của đám đông, đông tới Sương Minh Tuệ để câu like, câu view thu lợi cho cá nhân. Dưới sự lan tỏa của lực lượng youtuber, tiktoker hùng hậu, nhiều người dân do hiếu kỳ hoặc sùng bái quá mức từ khắp nơi cũng lặng lội tìm về để trực tiếp gặp mặt sư Minh Tuệ. Một nguồn tin cho biết chỉ tính riêng trong ngày 12 tháng 6, đã có khoảng 3.000 người có mặt tại quê nhà của sư Minh Tuệ. Ngày 13 tháng 6, ngay từ sáng sớm, hàng trăm người đã dây quanh sư Minh Tuệ khi sư đi khất thực gây nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Chạy theo hiện tượng sư minh tuệ, một số cỏ đất trên địa bàn đã chớp cơ hội đăng tin rào bán đất với lời quảng bá rằng nơi đây là đất Phật và sẽ nhanh chóng trở thành trung tâm của xã. Nếu bình tĩnh tỉnh táo nhìn nhận, có thể thấy việc tụ tập đông người cố tình tìm cách tiếp cận săn tìm các thông tin liên quan đến sư minh tuệ, bản chất là đang xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, có nguy cơ vi phạm pháp luật. Họ cần biết dừng lại các hành động của mình, trước yêu cầu cá nhân của sư Minh Tuệ như sư từng chia sẻ trước đó, còn muốn được học tập, tu tập bình thường, mong mọi người cũng việc ai nấy làm. Sư Minh Tuệ cũng đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, trước việc các YouTuber, TikToker quan tâm học tập tu hành thì tốt đẹp, còn họ quan tâm để kiếm tiền câu like câu view trục lợi gì đó hay liên quan đến chính trị mất an ninh trật tự thực sự thì không tốt đẹp vì đó là quyền và lợi ích của họ nhưng đi theo để quay phim suốt ngày đêm gây mất trật tự mất an toàn giao thông gây trở ngại cho người tu hành chỗ nào cũng đưa lên gây ồn ào thì không đúng với người tu nữa người tu cần yên tĩnh đi một mình đảm bảo thanh tịnh nơi vắng vẻ còn tụ tập ồn ào như thế này lại ảnh hưởng không đúng cho người tu hành nữa tu hành thì đừng có quay phim chụp ảnh họ nữa để cho họ yên tĩnh trước những phiền toái mà gia đình người thân đang phải gánh chịu mới đây ông lê anh tuấn anh trai của sư minh tuệ cho biết gia đình ông mong muốn các youtuber và tiktoker để cho em trai của ông được tiếp tục tu hành học tập đi khất thực theo ý nguyện của mình đồng thời không đưa những hình ảnh về gia đình cuộc sống của ông lên mạng xã hội nhưng những mong muốn chính đáng này của gia đình Sư minh tuệ đã không được tôn trọng các thông tin riêng tư của gia đình vẫn tiếp tục bị đăng tải tràn lan trên các nền tảng mạng trong đó có cả những thông tin sai sự thật như việc bịa đặt bố mẹ Sư minh tuệ khóc lóc khuyên con mình không nên tiếp tục việc tu hành nên quay về nhà bức xúc trước thông tin sai sự thật này bố đẻ của Sương Minh Tuệ là ông Lê Xuân 84 tuổi cho biết gia đình luôn ủng hộ con đường tu hành của con mình không thể nhẫn nhịn mãi với sự quấy rối và thông tin bịa đặt xuyên tạc ngày một gia tăng từ các youtuber, tiktoker đối với gia đình mình. Ngày 12 tháng 6, ông Lê Anh Tuấn, anh trai của Sư Minh Tuệ cho biết, đã chính thức gửi đơn đề nghị tới công an Y E-Cry để nhờ giúp đỡ để đề nghị xử lý việc một số cá nhân lợi dụng hình ảnh của em trai tức sư Minh Tuệ đăng tải trên các nền tảng xã hội gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân em trai cũng như người thân trong gia đình. Trước đó chúng ta biết rằng đã có những trường hợp các youtuber bị xử lý vào chiều ngày 3 tháng 6. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Quế đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh Thừa Thiên Quế làm việc với chủ một kênh youtuber tại địa phương để làm rõ về hành vi vi phạm pháp luật khi đưa tin sai sự thật về hành trình đi bộ của tu sĩ Minh Tuệ. Trước đó vào ngày 2 tháng 6, kênh youtuber 15 giây Bình Dương do ông Nguyễn Văn Tê trú tại tỉnh Bình Dương nhưng khi quay dựng video trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Quế quản lý đã đăng tải các video quay các hình ảnh liên quan đoàn sư Minh Tuệ. Tuy nhiên các video này đăng tải có tiêu đề Ảnh bìa thể hiện nội dung giật tích câu view, thông tin sai sự thật về tình hình an ninh trật tự của tỉnh Thừa Thiên Huế gây hoang mang dư luận, làm xấu đi hình ảnh của địa phương. Cụ thể, tại kênh Youtube 15 Giây Bình Dương do ông Nguyễn Văn Tê quản lý, đã đăng tải các video với nội dung Quế bị dở trận. Anh công an bức xúc nói thẳng điều này khi thấy thầy Thích Minh Tuệ đi qua, lực lượng công an khủng khiếp chặn tất cả các phương tiện khi thầy Thích Minh Tuệ đi qua. Đã chú ý là chưa dừng lại với các thông tin bôi nhọ sai sự thật. Vào ngày 3 tháng 6 tại kênh YouTuber 15 giây Bình Dương do ông Nguyễn Văn Tê quản lý, còn đăng tải clip với nội dung chỉ gái dân địa phương cho biết vị trí thầy đang ở đâu, cực căng với những hàm ý kích động nhân dân dân nghi ngờ các hành động đảm bảo an ninh của các lực lượng chức năng. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tê nhận thức được việc bản thân đăng tải các video có tiêu đề, ảnh bìa, thể hiện nội dung giật tiếp, câu view, thông tin sai sự thật về tình hình an ninh trật tự ở địa phương nơi sư thích minh tuệ đi qua. Cụ thể là tỉnh Thừa Thiên Quế đã gây hoang mang trong nhân dân dân tạo sự hiếu kỳ tò mò cho người dân dẫn đến tụ tập đông người cản trở giao thông gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương theo đó ông nguyễn văn tê đã viết bản tường trình xin cam đoan từ nay về sau không tái diễn việc làm tương tự và chịu mọi hình thức xử lý theo quy định của pháp luật kết luận buổi làm việc thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh thừa thiên huế yêu cầu ông Nguyễn Giang Tê gỡ bỏ video đã đăng tải trên các kênh youtuber cùng mạng xã hội và cam đoan không tái diễn hành vi tương tự. Đồng thời sở cũng đang hoàn thành các thủ tục để xử lý vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng theo đúng quy định đối với ông Tê. Có thể coi đây là lời cảnh báo nghiêm khắc đến các youtuber, tiktoker đang cố tình tìm cách câu like, câu view từ hiện tượng sư minh tuệ để trục lợi cá nhân. Sự tò mò hiếu kỳ được coi như bản tính của con người. Tuy nhiên nếu sự tò mò hiếu kỳ ấy vô tình hoặc cố ý làm quấy rối ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống riêng tư của người khác thì cần phải dừng lại vì rất có thể sẽ trở thành vi phạm pháp luật. Theo khoảng một điều 21 hiến pháp năm 2013 quy định, Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình, có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật đảm bảo an toàn. Nội dung này được tiếp tục cụ thể hóa tại Bộ luật dân sự, điều 38, quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình. Các trường hợp vi phạm tùy theo mức độ có thể bị xử lý về hành chính hoặc hình sự. Bên cạnh những quy định của pháp luật thì những quy tắc quy chuẩn về mặt văn hóa đạo đức của cộng đồng cũng cần được mỗi cá nhân trong xã hội chú ý tôn trọng. Liên quan đến trường hợp của sư Minh Tuệ, nếu mỗi cá nhân thử đặt mình và địa vị của sư hoặc gia đình sư thì hẳn chẳng ai muốn rơi vào tình cảnh héo le như vậy. Nổi tiếng bất đắc dĩ, Cuộc sống cá nhân bỗng nhiên bị đảo lộn, bản thân sư trở thành mục tiêu dò hỏi, săn lùng thông tin bằng mọi cách. Kể cả việc đào bới lại quá khứ, nếu chúng ta không muốn điều đó xảy ra với mình thì tại sao chúng ta lại làm điều đó với người khác và hậu quả hiện nay xảy ra như thế nào? Không chỉ sự bình yên trong cuộc sống của sư Minh Tuệ và gia đình sư bị tổn hại, mà việc biến một cá nhân thành hiện tượng bất thường trong đời sống tình trạng tụ tập đông người đã và đang có nguy cơ nảy sinh những việc đe dọa đến an ninh trật tự an toàn xã hội đó là chưa kể đến việc nhân cơ hội này các đối tượng xấu trà trộn gây bất ổn về trục lợi khiến cho cuộc sống của người dân địa phương ít nhiều bị ảnh hưởng đáng lo ngại là bên cạnh hiện tượng bất chấp mọi cảnh báo để trục lợi của một số cá nhân thì các đối tượng chống phá phản động cũng triệt để lợi dụng sư minh tuệ để xuyên tạc chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước ta. Các đối tượng không ngừng đưa ra các thông tin sai sự thật, các ghép hình ảnh liên quan đến sư minh tuệ lên án Việt Nam phân biệt đối xử đàn áp tôn giáo, cưỡng bức sư minh tuệ buộc phải dừng việc tu tập. Tung tin đồn về việc chính quyền bắt giam sư sau khi các phương tiện truyền thông chính thống xuất hiện hàng loạt các hình ảnh chân thực về cuộc sống của sư Minh Tuệ, cho thấy sư vẫn khỏe mạnh, được chính quyền tạo điều kiện thực hiện việc tu tập theo ý nguyện, đồng thời tạo điều kiện làm căn cứ công dân, được khám bệnh đầy đủ và đang ở trong trạng thái thoải mái bình yên, thì những đối tượng chống phá đã cố tình bịa đặt, công an ngăn chặn bước đi của sư Minh Tuệ như tổ chức khủng bố diệt tình bên cạnh việc thiêu dệt thần thánh quá một cá nhân, giống chỉ có một mong ước giản dị đó là một công dân Việt Nam cố gắng học tập theo lời Phật để dựng lên cái gọi là phong trào sư minh tuệ, tinh thần sư minh tuệ như một cách đối phó với chính quyền, giúp dễ bệ lôi kéo tập hợp người dân phản kháng lại chế độ. Bức xúc trước luận điệu ngang ngược này, chính cộng đồng mạng đã phản ứng lại rằng sư minh tuệ trước khi chọn con đường tu hành cũng đã đi nghỉ vụ quân sự để làm tròn trách nhiệm của một công dân đối với đất nước. Thực tế nói trên đã bộc lộ những nguy cơ xã hội cần được sớm chấn chỉnh, đồng thời cho thấy rõ những âm mưu thủ đoạn chống phá điên cuồng của các thế lực phản động chỉ nhằm hướng đến một mục tiêu duy nhất đó là phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng, tìm cách gây rối loạn bất ổn xã hội chia rẽ người dân với chính quyền từng bước làm suy yếu đất nước bởi vậy người dân cần hết sức tỉnh táo không dễ bị giận nhất theo tâm lý đám đông không để cho kẻ xấu lôi kéo dụ dỗ cần tôn trọng và tuân thủ nghiêm túc các quy định của đạo đức và pháp luật nhất là những vấn đề liên quan đến quyền riêng tư của mỗi cá nhân bởi đó cũng là biện pháp để chúng ta bảo vệ chính bản thân mình đồng thời góp phần bảo vệ phát triển lành mạnh văn minh của toàn xã hội. Tất cả chúng ta có chăng ngưỡng mộ sư minh tuệ, thương sư, thì hãy để lại những lời cầu chúc an lạc nhất với sư minh tuệ. Hãy hành nguyện theo con đường tu hành theo chánh pháp của Đức Phật. Hãy tỉnh thức nhận biết thân tâm và nhìn theo bước chân không nghĩ của sư minh tuệ. Luôn dùng trái tim và trí tuệ để cảm nhận về mọi sự việc đang diễn ra. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này. Nếu cảm thấy thanh thản, được chữa lành khi nghe, quý vị hãy đăng ký kênh, like và lan tỏa những điều tốt lành này cho gia đình và những người thân nhất của bạn cùng theo dõi quý vị nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chúng tôi. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, trong dòng chảy bất tận của cuộc sống, có những khoảnh khắc dường như thời gian dừng lại để lại những dấu hiệu bí ẩn như một lời nhắc nhở từ thế giới vô hình, những điềm báo tâm linh xuất phát từ những giấc mơ kỳ lạ, những hiện tượng siêu nhiên khác thường hay những cảm giác trực giác không thể giải thích luôn hiện diện xung quanh chúng ta. Những điềm báo này không đơn thuần chỉ là những hiện tượng ngẫu nhiên mà còn ẩn chứa những thông điệp sâu xa nhắc nhở chúng ta lưu tâm đến những điều thường bị lãng quên. Chúng có thể là những cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn, những lời thúc giục để chúng ta dừng lại và suy ngẫm, hoặc cũng có thể là những nguồn động viên tinh thần trong những thời điểm khó khăn nhất. Nhìn từ góc độ tâm linh đối chiếu với hành trình của Sư Minh Tuệ ngày 29 tháng 5 vừa qua, chúng ta không khỏi rùng mình nhận ra trong một vài clip cư dân mạng chia sẻ giữa một đám đông dây quanh. Sư Minh Tuệ đã bất động một hồi rất lâu, hưởng ánh nhìn thất thần và vô định về một hướng. Dường như sư đã cảm nhận được điều gì đó không vui sắp ập đến. Trong những khoảnh khắc đó, sư Minh Tuệ dường như đã chìm sâu vào một trạng thái thiền định, tách biệt hoàn toàn với thực tại xung quanh mình. Ngay sau đó, nếu chúng ta để tâm, sẽ thấy vào ngày 30 tháng 5, lần đầu tiên sư minh tuệ xuất hiện với y áo quấn thêm một dải đen lớn ở chính giữa bộ y nhiều người theo hành trình cùng sư đều nhận thấy trang phục của sư minh tuệ có thêm mảnh dải màu đen nhiều hơn so với hôm qua và những ngày trước đó những hình ảnh cộng lưu lại từ những ngày trước đây cho thấy y phục của sư minh tuệ thường rất đa sắc màu nhưng rất ít hoặc hầu như không có màu đen. Màu mà sư Minh Tuệ ưa chuộng nhất là màu vàng. Trên mạng từng có video chia sẻ sư Minh Tuệ rất vui vẻ quan hỷ khi nhặt được mảnh giả vàng. Vì theo nhân gian, màu vàng là màu của nhà Phật. Sư Minh Tuệ là một người tu hành nổi tiếng với sự giản dị và sự kính trọng đối với các giá trị tâm linh truyền thống. Những bộ y phục của sư thường phản ánh sự tinh tế và tôn trọng đối với những giáo lý nhà Phật, nơi mà màu vàng được coi là biểu tượng của sự giác ngộ và cao quý. Khi nhìn thấy một mảnh giả vàng, Sư Minh Tuệ thường xem đó là một dấu hiệu may mắn và tốt lành, luôn giữ gìn và trân trọng. Thế nhưng, sự thay đổi đột ngột trong trang phục của Sư vào ngày 30 tháng 5 năm 2024 đã khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ và lo lắng. Sư Minh Tuệ xuất hiện với y áo, đắp thêm rất nhiều mảnh dải đen, cả ở phía trước và phía sau, cùng với một dải đen dài như cái khăn dắt chéo cổ. Hoàng từ sau ra trước, màu đen theo quan niệm dân gian là màu của tan tốc và mất mát. Không ít người cho rằng sự thay đổi trang phục này chính là một điềm báo đầy bí ẩn mà người phàm khó có thể lý giải được. Cũng theo truyền thống người Việt Nam chúng ta, khi nhà ai đó có người mất, người thân thường đổi ảnh đại diện và các tài khoản mạng xã hội sang màu đen để biểu lộ sự thương tiếc cho người đã khuất. Sự xuất hiện của sư Minh Tuệ trong bộ y phục đen với đôi mắt đượm buồn dường như phản chiếu một nỗi buồn từ sâu thẳm con tim đã khiến cho nhiều người tin rằng sự thay đổi này không chỉ là một dấu hiệu đơn thuần về sự chuyển biến trong tâm trạng, thói quen ăn bạc của sư Minh Tuệ, mà còn là một lời cảnh báo về những sự kiện không may sắp xảy ra. Dân, và rồi, chỉ trong buổi chiều ngày hôm đó, bi kịch thực sự đã ập đến khi một khất sĩ hiệu Minh Thiện đi bộ hành cùng tăng đoàn sư Minh Tuệ đã đột quỵ và không qua khỏi. Thầy Minh Thiện trong đoàn giống là diệt kiều từ Mỹ mới về, đi theo sư Minh Tuệ mới được ba ngày. Tiếc thương cho sự lìa xa khỏi ta bà trần thế, nhiều người đã viết nên những dần thơ cho hành trình tu đạo ngắn ngủi, nhưng đại ý niệm của thầy Minh Thiện như sau: người đã không được chọn ngày sinh ra, nhưng đã chọn được cách chết cao cả Đời diễn xứ bao năm sống phương xa Phật đã đón về giữa đất quê nhà Đường tu khổ hạnh sát thân đã xả Dược trùng dương nguyện theo hạnh đầu đà Hiểu kiếp nhân sinh cũng như chiếc lá Lìa cành ý ngài đến tạo dừng ta Đoạn đi theo sư Minh Tuệ quan toàn vì lý do học đạo nhằm tu dưỡng đạo hạnh và chữa lành cái tâm của mình hướng đến bến bờ của sự giải thoát. Vì vậy, duy tâm mà nói, việc sư minh tuệ xuất hiện với y áo màu đen nhiều hơn ngay từ sáng sớm 30 tháng 5 có thể được xem như một dấu hiệu tan tốc đã được định trước. Những mảnh giải đen bỗng nhiên xuất hiện nhiều hơn vào ngày buồn nhất từ đầu cuộc hành trình của đoàn chính là một ấn chứng rõ ràng trên người sư minh tuệ vì chân tu đang nắm giữ linh hồn của cả đoàn người bằng việc khoác lên mình bộ y phục màu đen sư minh tuệ vô hình chung chuẩn bị cho một điều không lành một dấu hiệu của sự mất mát và đau buồn sắp xảy ra sự thay đổi đột ngột và bí ẩn trong trang phục của sư có lẽ không chỉ đơn thuần là một sự ngẫu nhiên mà là một thông điệp sâu sắc từ cõi vô hình nào đó mà chúng ta không thể giải thích được. Có thể nhiều người sẽ bảo rằng phân tích như vậy là mê tín dị đoan, là mê muội. Nhưng chúng tôi, những người tin sâu vào Phật Pháp, vào sự nhiệm màu của Phật Pháp, chúng tôi tin rằng đâu đó trong sự nhiệm màu của Phật Pháp, với những con người phi thường chứng đạo, họ có thể cảm nhận trước được những điều sắp xảy đến mà những người bình thường như chúng ta không thể cảm nhận được. Những ai để tâm về sư minh tuệ sẽ nhận thấy, trong những ngày gần đây, trên gương mặt và ánh mắt của sư minh tuệ phản phất rất nhiều nét buồn, đôi khi là thẫn thờ và trầm mặc. Dù sư vẫn cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi, chỉ là nụ cười xã giao chứ không phải là nụ cười xuất phát từ nội tâm ánh mắt của sư dường như chất chứa nỗi lo âu vô hình một cảm giác bất an không thể lý giải sư minh tuệ giữa khả năng cảm nhận từ những dấu hiệu từ cõi vô hình có lẽ đã nhận ra một điềm báo về điều gì đó xấu sắp xảy đến tuy nhiên dù có nhận thức được điều này sư vẫn không thể làm gì để thay đổi nỗi buồn sâu sắc trong lòng sư dường như phản ánh sự bất lực trước những điều sắp xảy ra mà không thể tránh khỏi với nét mặt hiện lên vẻ mệt mỏi và thẫn thờ cùng hành động nấp thêm y đen của sư minh tuệ nó như một sự đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu chuyện tâm linh càng không thể đùa khi dân tình vẫn đang đồn nhau về con mắt thứ ba của sư minh tuệ dân cư mạng vẫn đang đồn đoán khi vết lõm sâu trên trán của sư minh tuệ càng ngày càng rõ một số người tu thiền họ nhìn được hào quang còn mắt thường chúng ta chỉ thấy được một vết lõm nhưng đối chiếu với những bức ảnh cũ thì thấy vết lõm này đang ngày càng mở rộng đúng vị trí con mắt thứ ba khai nhãn con mắt thứ ba là một biểu tượng của sự giác ngộ sáng suốt và kết nối với vũ trụ tâm linh nó đại diện cho khả năng nhìn thấy nhiều hơn hiểu biết sâu sắc và trải nghiệm cuộc sống một cách toàn diện hơn ngoài ra chúng ta thấy thần thái của sư minh tuệ rất sáng mặc dù có những người cho rằng sư minh tuệ không tắm nhưng lại có mùi thơm dễ chịu khi gần gũi tuy về mặt thực tế chúng ta không thể chắc chắn về điều này nhưng theo lý thuyết của thiền sư khi đạt đến mức độ loại bỏ quế tạp tâm linh hoàn toàn có khả năng tỏa ra một hương thơm thuần khiết như vậy. Thêm vào đó, việc chim và bướm đến và bay lượn xung quanh sư minh tuệ cũng là một điềm báo cho thấy vị chân tu mang trong mình một luồng khí rất an lành thu hút muôn loài. Động vật tự nhiên thường cảm nhận được năng lượng và sự thanh tịnh từ những người có tâm linh sâu sắc. Chúng mới dám tiến lại gần bay lượn của anh Sư Minh Tuệ. Điều này là một minh chứng cho sức ảnh hưởng tích cực mà Sư Minh Tuệ mang đến cho môi trường và những sinh linh xung quanh. Xét về mặt tâm linh và cả khoa học, tu hành đầu đà được xem là một trong những phép tu khó nhất trong các pháp tu của Đạo Phật. Tương tự như phép tu khổ hạnh, thậm chí Đức Phật cũng từng trải qua sự kiệt sức cơ thể khi thực hành phép hạnh này và phải tạm dừng muốn tu hạnh đầu đà, trước hết người tu phải duy trì năm giới một cách kiên định trong thời gian dài. Điều này đòi hỏi phải là người tuân thủ đạo lý đạo Phật, sống một cuộc sống trong sạch, ăn chay và lòng từ bi. Tu tập dần dần, từng bước là cách duy nhất để chuẩn bị tâm thức và cơ thể cho việc thực hành 13 phép tu hành đầu đà. Một trong những thách thức lớn nhất của người tu khi tu hành đầu đà là việc duy trì một chế độ ăn uống đủ chất lượng điều này đặc biệt khó khăn với những người thực hiện phép này vì họ thường không ăn vào buổi tối và chỉ ngủ trong tư thế ngồi điều này có nghĩa là họ phải tiếp tục hoạt động suốt cả ngày mà không có lượng dinh dưỡng đủ để duy trì sức khỏe như vậy tu hành đầu đà không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn và quyết tâm mà còn yêu cầu sự tự kiểm soát vô cùng cao độ đối với cả thân và tâm. Đó là một hành trình nghiêm ngặt và khó khăn, nhưng cũng là một cách tiếp cận tinh thần cao quý và đỉnh cao của sự tu tập theo Đạo Phật. Dù sao thì đó cũng là hành nguyện của các vị thiền sư. Họ theo đuổi con đường tu tập Phật Pháp, mong được giác ngộ cùng chúng sinh ngay khi kết thúc cuộc đời. Mặc trang phục bộ y phấn tạo trên người, đó cũng là sự hoàn thành của ước nguyện. Không có gì có thể mong mỏi hơn trong cuộc đời này. Lại nói về thầy Minh Thiện vừa qua đời. Một điều đặc biệt mà cư dân bạn đã phát hiện là ý phấn tảo của sư Minh Thiện có quá nhiều màu đen. Một điểm khác biệt đáng chú ý so với ý phấn tảo của các thầy khác trong đoạn. Một số người đã nhận định rằng điều này giống như một điểm đen trên con đường tu tập của sư minh thiện tuy nhiên thương cảm với thầy nhiều phật tử và dân chúng cho rằng từ khi xuất gia sư minh thiện đã tuân thủ nghiêm ngặt giới luật và hy sinh hết mình để thực hiện phép hành đầu đà thầy không từ bỏ dù chỉ một phút cuối cùng của cuộc đời mình sự khác biệt trong y phấn tảo của sư minh thiện có thể là một biểu hiện của sự cảm nhận và sự chấp nhận của ông đối với sự vô thường và sự đau khổ của cuộc sống. Nó có thể là một dấu hiệu của sự sâu sắc và sự hiểu biết về bản chất của đau khổ và thế giới vô thường và cũng có thể là một biểu hiện của sự tiếp nhận và hy sinh cho cuộc sống tâm linh. Y phấn tạo bỏ gian đường, bình bác thôi đựng cúng dường từ đây. Thôi đành phải giả biệt thầy Đừng tú đứt đoạn Kiếp này khó qua Chúng ta hãy cầu nguyện cho sư minh thiện Được siêu thoát kiếp này Kiếp sau có thể tái sinh Tiếp tục được duyên lành với Phật Pháp Và tiếp tục bước đi trên con đường giải thoát của chính mình Mong rằng sư sẽ tiếp tục được hướng dẫn và hộ trì bởi những nguồn lực tâm linh và sự sáng suốt từ vũ trụ để sư có thể tiếp tục trải nghiệm và thực hành đạo phật trong một kiếp sống mới trước sự ra đi của sư minh thiện có những sự quyền bí và điềm báo tâm linh ứng trên người sư thích minh tuệ từ biểu hiện trên y áo nét trầm tư trên khuôn mặt đến ánh nhìn buồn bã xa xăm tất cả đều khiến cho mọi người phải suy gẫm và cảm thấy sự lạ lùng không thể lý giải được từ những điềm báo này ta không chỉ nhìn thấy được sự kết nối giữa con người với thế giới tâm linh mà còn cảm nhận được sự sâu sắc của tâm hồn và tinh thần việc nhìn thấy được đoán trước được của sư minh tuệ theo như lời của cư dân mạng không chỉ là khả năng nhìn thấy bằng đôi mắt vật lý mà còn bao gồm cả khả năng nhận biết và hiểu biết bằng con mắt tâm linh khả năng nhìn thấy bằng tâm hồn của sư minh tuệ giúp sư hiểu rõ hơn về bản chất của sự tồn tại và cuộc sống. Và từ đó, có thể dẫn dắt và hướng dẫn người khác trên con đường tìm kiếm sự giác ngộ và hạnh phúc. Điều này là một phần quan trọng trong hành trình tu tập và khổ hạnh của sư Minh Tuệ, cũng là nguồn cảm hứng và động viên lớn lao cho những người theo đuổi Đạo Phật. Và ngày hôm nay, mùng 1 tháng 6, Ngày Quốc tế Thiếu Nhi, những bước chân sư minh tuệ đang thẳng tiến vào cố đô quế trên bộ y phục của sư chúng ta thấy rằng có thêm một tấm vải màu trắng dắt chéo từ trước ra sau sư không nói gì nhưng dường như tất cả công chúng đều đang tự cảm nhận được sư minh tuệ đang để tan sư minh thiện một người đã cùng sư bộ hành mấy ngày qua sự việc tâm linh điềm báo chúng tôi đề cập đến quý phật tử và quý khán thính giả hôm nay về sự thay đổi trong y áo của sư minh tuệ không nhằm mục đích truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan gì chúng tôi chỉ phân tích sự việc dựa trên những cảm nhận của đại đa số công chúng chúng ta biết rằng chuyện tâm linh đối với con người hiện nay vẫn đang là một dấu hỏi lớn đầy bí ẩn kể cả khoa học cũng chưa thể lý giải hết được có chăng những điểm báo những dấu hiệu tự chúng ta nhìn nhận và cảm nhận được bằng giác quan bằng tâm linh trong chính sâu thẳm trái tim mỗi người mà thôi cuối cùng chúng tôi muốn nhắc lại hành trình tu tập là một hành trình dài không chỉ đơn giản là một con đường đơn thuần mà còn là một cuộc hành trình tinh thần và tâm linh đòi hỏi sự kiên nhẫn quyết tâm và sự cam kết không ngừng nghỉ chúng ta những người phạm không đơn thuần có thể làm được nếu chúng ta yêu thương và kính trọng sư minh tuệ thì hãy cầu chúc cho sư luôn mạnh khỏe an lạc trên từng bước chân hướng tới bến bờ giải thoát hướng tới đắc đạo xin chúc bình an cho quý phật tử và quý khán thính giả đang nghe pháp học đạo trên kênh của chúng tôi xin hãy tiếp tục bước đi với lòng tin và sự kiên nhẫn và hãy luôn nhớ rằng mỗi bước chân Mỗi hành động lan tỏa những giá trị của Phật pháp của quý vị đều là một bước tiến gần hơn đến ánh sáng và giác ngộ chân lý sống. Nam Mô A Di Đà Phật.